Và cái điểm chữ thập đỏ của cha ở đây, cha sẽ nhận tới 500k cho đóng cửa. Vậy thì ai nhanh tay thì còn chỗ, mà chậm tay là hết chỗ. Vì sức khỏe của các thầy có giới hạn, nơi trốn ở đây có giới hạn, thuốc men ở đây có giới hạn. Cha nói trước để không buồn cha được nha. Khi nào cha nhận tới đúng 500k, đóng cửa cái rét, về có đứng đó có quỳ lại cũng không được, không có chỗ vô đây ngồi. Cha nói trước rồi nghe. Vậy các bạn hãy về thông báo, hãy đi thì đi cho thật sớm. Còn nếu trễ rồi là đủ 500k là cha thông báo liền. Coi như là phải theo dõi mạng mail và nghe cho kỹ nha. Vậy đúng 500k là cha đóng cửa lại liền. Vậy nếu như mà người về nữa thì mọi người xử lý như thế nào? Cha là cha nói thật, khả năng của cha và các thầy ở đây là cha sẽ cứu được 500 người ung thư. Như vậy 500 người ung thư này, cha bỏ một bài toán ra nè, 100 người ung thư vô đây, 3 tháng ra viện là cha cho chết 20 người, bỏ chạy 10 người là 30 người, còn cứu sống được 70 người. 100 người 3 tháng cha cứu được 70 người, chết 20 người, bỏ chạy 10 người. Kinh nghiệm của cha rồi đó. Mà nếu mà nó tuân thủ phát đồ 100%, không bỏ chạy là phải sống 90 người. Còn những người mà quá tệ nằm lăn lóc thì phải chịu thôi. Thế này, như vậy khả năng của cha đã nói rồi. Như vậy một cha nhận ở đây là 500 giường bệnh. Như vậy thì một năm có 4 lần ra viện, mà 500 người, như vậy là một lần ra viện là 5 lần 7, 35, 350 người. Như vậy là một năm cho ra 4 lần như vậy là nhiêu? 4 × 3 = 12 là 1.200 người, 4 × 5 = 20, gần 1.500 người ra viện. Đó là cơ sở của cha. Một năm cha chữa từ 1.500 người đến 2.000 người hết bệnh ung thư. Nhưng khi đó nhập vô là khoảng 2-3.000 người. Nhập vô thì đó nó mất đi là 20% là chết, bỏ cuộc 10%, chết và không theo phác đồ 20%. Vậy thì 100 người đến đây cha sẽ chữa được 70 người, chết và bỏ chạy 30 người, thì chết về chết 20 người, bỏ chạy 10 người là 30 người, bỏ chạy rồi chết là sống. Vậy thì chết 30 người, sống lại 70 người là nãy chúng ta thấy đó nha. Như vậy thì nơi cha sẽ chứa được 500 giường. 500 giường này thì cha sẽ cứu được bao nhiêu người đó là tự mọi người suy ra là hiểu rồi ha. Như vậy bây giờ nếu vô 500 người nữa, chỗ đâu cha chữa? Vậy thì các cặp đỏ cho cha ý kiến đi. Mà không được. Khi xuất viện rồi thì lại trong 3 tháng thì sẽ nhập vào. Thì cứ xuất ra như vậy thì cái đám 500. Như vậy thì cái đám mà không được nhập vào nó chờ tới nhập vô nó chết queo rồi. Nhưng mà đám đó đáng lẽ được sống. Nhưng mà nó chờ khi nó nhập được cho con này là nó chết rồi. Các cặp đỏ đồng ý cho không? Vậy bây giờ mình có một cái phát đồ nào suy nghĩ liền cho trong một phút thôi. Suy nghĩ đại. Ý kiến của con thì cha mở thêm cơ sở để cứu thêm thì bệnh nhân ung thư ạ. Con đến từ đâu? Dạ con đến từ Lâm Đồng ạ. Chúc mừng con nha, chúng ta cho con đồng. Chỉ còn cách này là cách là duy nhất là phải mở thêm cơ sở. Chúc con về bình an nhé. Rồi con sẽ dẫn thêm nhiều người nữa nha. Chỉ còn một cách là mở thêm cơ sở. Mà mở thêm cơ sở thì đây ta có một cái đội ngũ chữa ung thư, có viện trưởng, chúng ta thấy rất là rõ ràng không nè. Rồi có các thầy giám đốc, các thầy nghiên cứu và các thầy định bệnh rồi. Bây giờ nếu cha mở một cơ sở nữa thì như cha đã nói, cái gì cha cũng nói rõ ràng hết. Không ai tách ai, bị đây cha là yêu thương cho không, cha không có quan trọng gì cả. Cha chỉ mở được 500 giường ở đây, mà như vậy Việt Nam ta gần 300 ngàn giường bệnh như vậy đó. Mà nếu mà 500 giường này chữa xong, 500 giường khác vô là chết veo rồi. Rồi 500 giường nó vô được 500 giường chi kết. Chúng ta làm sao để cứu hết những người đó đây? Nếu như mà chúng ta cứu được phân nửa, còn phân nửa nó đi chết, chúng ta là thạch đỏ không hối hận, đúng không nè? Mà nếu chúng ta cứu không được nó, chúng ta hối hận vô cùng. Vậy cha mong rằng các thập đỏ hãy cùng cha
để cúng người, đồng ý không nè? Cho một tràng pháo tay đi. Vậy cha mở ra cho một hướng đi nè. Bây giờ từ đây đến Tết, nếu cha có được 500 tỷ đồng, có gì đâu lớn không nè? Có gì đâu lớn. Từ đây đến Tết, khu vực này là cha đã đủ kinh phí để nuôi rồi. Từ đây đến Tết, nếu cha có 500 tỷ đồng, cha sẽ mở một cái khu vực sát biển. Từ đây đi xuống dưới mấy cây số vô lên, 3 cây số, mà sát biển. Sát biển điểm thứ nhất là chất thải không đụng chạm với ai, cha xử lý chất thải rồi cái còn phần còn lại ra biển luôn. Điểm thứ hai, người ung thư không dính dáng với cộng đồng gì cả, không nè. Điểm thứ ba, sát biển có đường biển, đường tàu và đường bay. Nếu mà bệnh nhân nào mà yếu quá, cha sẽ đăng ký một đường bay trực thăng bay cái dèo tới Hà Nội rước vô, có gì đâu hết nè. Quan trọng là cha có mở cơ sở hay hay không, chứ không phải là tiền. Các đạo Phật đó đồng ý cha không? Quan trọng là cha có muốn mở cơ sở thứ hai không. Nhưng mà cha nói trước nha, mỗi một cái máy mà nó kiểm tra bệnh tật nó hàng trăm tỷ, có một cái máy là gần 200 tỷ đồng, mà 500 tỷ đồng có đáng giá gì đâu. Một cái máy mà kiểm tra bệnh có khi có máy cả 200 tỷ đồng, mà giờ 500 tỷ đồng để mua đất mua đai đâu có đáng. Nhưng cha nói trước, bây giờ cha lên tiếng chính thức là ở đây cha chỉ chứa được 500 giường và kinh phí ở đây cha đã tìm đủ rồi nha. Bây giờ cha đang kêu gọi tất cả mọi người trên khắp năm châu, chứ không phải là châu Á này thôi. Cha kêu gọi tất cả các mạnh thường quân trên khắp năm châu, hãy nếu quyết định cùng với cha để cứu ung thư thì phải đưa tức tốc về đây cho cha 500 tỷ đồng để cha xin đất chính phủ. Phải đất của chính phủ không? Chứ phải đất của mình. Cha xin đất của chính phủ và cha sẽ trả tiền cho người dân đất đó, để cho dùng một cái khu vực đất đó, cha sẽ cứu hết tất cả những người trong khu vực của Đông Nam Á chúng ta. Vui không nè? Lớn lắm, câu chuyện này lớn lắm. Nhưng tất cả những điều cha nói đó trong bàn tay của cha thôi, ngoại trừ Mạnh Thường Quân không mang tiền về cho cha, cha không làm được. Còn nếu mang tiền về cho cha, tuổi này là tuổi đội đá giá, hiểu rồi đó, đội đá giá trời. Cha 42 tuổi thôi con, cha có thể đá con một cái ra tới cổng luôn đó. Sức khỏe của cha như là vậy đó. Vậy thì nếu cha có kinh phí, có tiền bạc đủ, cha sẽ sẵn sàng cứu người. Mà như vậy cha làm 10.000 giường bệnh, 10.000 giường bệnh một năm, cha rơi rớt cái chăng nữa là một năm cha cứu được 32 người ung thư sống lại, 32.000 người ung thư sống lại. Cha đã bỏ một bài toán rồi đó nha. Nếu cha có 500 tỷ thì một năm cha sẽ cứu được 32.000 người ung thư, 10 năm 320.000 người ung thư, 15 năm đất nước Việt Nam không còn một đứa ung thư. Hỏi nó bệnh gì, nó nói bệnh cảm mạo không mùa, ung thư cứu rồi hết rồi. Bây giờ tiếp theo đây, cha sẽ lên một cái chương trình là cha sẽ đến ngoài miền Bắc để cha order cái cây thuốc núi. Thì cây thuốc núi này không thể nào mà chuyển xe được, phải chuyển đường bay. Chiều hôm đó người ta hái xong, người ta chuyển vô phi trường của Nội Bài, sau đó bay cái rẹt 2 tiếng hồ sau về tới phi trường Tân Sơn Nhất, 4 tiếng hồ sau thuốc về tới đây. Như vậy trong một ngày từ Hà Nội phải về tới đây, cái đó tốn tiền hay không tốn? Cái đó là cái tốn tiền đó. Còn thuốc của cha đây là sáng cha ra hỗ trợ, sao đám thuốc mình nó sâu ăn hay nhiều hết lá rồi. Nó nói bệnh nhân ăn nhưng mà sâu ăn. Nó bệnh nhân ăn chứ không phải là sâu ăn. Nó còi sắp tới. Thuốc nó sẽ còi tới bây giờ. Còi có nghĩa là gì? Còi có nghĩa là gì? Còi có nghĩa là ăn hết lá rồi đó. Tức là bệnh nhân uống hết lá rồi. Bây giờ cha đang order ở tỉnh Hòa Bình. Các bạn biết tỉnh Hòa Bình như vậy? Ở tỉnh Hòa Bình đó là sẽ có một cái đội nhóm của cha từ tỉnh Hòa Bình, họ sẽ order thuốc núi đưa ra phi trường Nội Bài, đưa về lên xe sân bay, lên máy bay đưa về phi trường Tân Sơn Nhất, và cha sẽ có xe
đặc biệt chạy thẳng lên phi trường Tân Sơn Nhất, vừa đi vừa về có 5 tiếng đồng hồ để kịp mà cứu các bệnh nhân. Các thập đỏ có đồng ý cho vậy không? Đồng ý. Vì cứu người mà, cứu người không thể chậm một bước, cứu người không không được. Xe chở thuốc của cha là xe cứu thương, lên cầu cũng 120, xuống cầu cũng 120, qua cầu cũng 120, qua đèn đỏ cũng chạy 120 luôn nữa, bị nó chết tới rồi. Hay xem nè, xe chở thuốc là xe cứu thương, chạy lên cầu 120 km/h, giữa cầu cũng 120 mà qua cầu cũng 120 mà qua đèn đỏ cũng 120, đứa nào không né đụng né chịu, hỏi sao một bầy ung thư đang nằm đây chơi chết, chết mình mày không thôi gì đó. Đó nè, cứ là vậy đó, nói chung cha sốt ruột, nói chung cha sốt ruột mà cha chỉ sợ rằng cha chết rồi thì khó lắm, cha mà nằm xuống rồi thì khó lắm. Bác viện trưởng 90 rồi thấy chưa, tóc bạc hơ trăng cặm mắt mờ nhưng tính vẫn vui thôi, nó thấy không? Còn cha thì như thế này, hàng ngày đêm cha lo đến mức độ cha ăn không ngon, ngủ không yên. Một sự ngạc nhiên không tả và một nỗi buồn khi hay tin thằng ung thư nó chết rồi, thấy không? Một sự ngạc nhiên không tả và một nỗi mừng khi hay tin ung thư này đã ra viện. Hàng ngày tâm trạng cha như vậy, một sự ngạc nhiên không tả và một nỗi buồn khi nghe tin nó chết rồi. Các thầy báo lời nó về trễ quá cha. Một sự ngạc nhiên không tả và một nỗi mừng khi hay tin các thầy nói 4 ca này từ sau ra viện. Một con người như cha tâm trạng kêu bằng là bức xúc tối ngày. Máu cha nó lên tới 19, 20, không nó bao giờ 14, 15. Cái tốc độ mà suy nghĩ và làm việc của cha nó hết công sức. Khi mà cha nằm xuống rồi giống như một chiếc xe mình chạy hết số, trải giờ mông no rồi, nó nóng hổi rồi từ từ nó mới ngủ được. Đêm mà cha nằm xuống cái rồi thì cái bộ não cha nó dừng hoạt động là bắt đầu nó nóng á. Nó răng, bắt đầu cha chờ nó nguội cha mới nhắm mắt. Thì khi nó nguội rồi thì 1 giờ, 2 giờ sáng rồi bắt đầu bệnh nhân tới, hôm 1 giờ rưỡi tới nữa rồi. Rồi quay trở lại tiếp tục nữa. Một người như cha công sức làm việc kêu bằng là không tính giờ nữa. Đáng lý ra là Thượng Đế phải an bài cho cha một ngày 24 tiếng đồng hồ, chứ một ngày 12 tiếng đồng hồ cha làm không đủ, quay qua quay lại là hết rồi.